Kim Sa, nữ MC Esports mới nổi vướng nghi vấn lộ ảnh nhạy cảm, cư dân mạng còn chỉ rõ bằng chứng. Mới đây, người hâm mộ game bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh nhạy cảm được cho là của một nữ MC Esports. Theo đó, nữ MC này là gương mặt mới, thay thế vị trí của Minh Nghi tại giải đấu Liên minh Huyền thoại VS mùa xuân 2021. Điều trùng hợp là một trong ba nữ MC mới của VTV đã xóa toàn bộ thông tin cũ của mình trên Instagram. Điều này khiến mọi người nghi ngờ rằng nữ MC này đã có một thời nổi loạn. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, cộng đồng mạng đã trổ tài thám tử và nhanh chóng chỉ ra những điểm tương đồng trong những ảnh hở hang với hình ảnh của MC KS. Hiện nữ MC này cũng như VTV chưa lên tiếng về sự việc. Từ trước đến nay, các giải đấu Esports thường là dành cho nam giới, vì thế những bóng hồng đảm nhiệm vai trò MC trong các giải đấu Esports cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Những cái tên đã nổi tiếng trong cộng đồng game như Vũ Phương Thảo, Mộc Miên, Minh Nghi. Những thông tin bên lề về cuộc sống của các MC Esports cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ba nữ MC của VTV. Giữa tháng 1 vừa qua, VTV bất ngờ trình làng ba nữ MC mới xinh đẹp, quyến rũ sẽ thay thế cho vị trí của Minh Nghi khiến cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt phấn khích. Danh tính của ba nữ MC nhanh chóng được tìm ra. Sau khi VS chính thức diễn ra, sự xuất hiện của các MC này cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là MC Kim Sa. Sở hữu ngoại hình và nhan sắc xinh đẹp, Kim Sa được nhận định rằng có đầy đủ tiềm năng để trở thành một MC nổi tiếng trong cộng đồng Esports Việt. Kim Sa cho biết game nào cô cũng chơi và việc ứng tuyển để trở thành MC VTV là do duyên phận. MC Kim Sa cũng được nhận xét là có ngoại hình nhỏ nhắn giống ca sĩ Phương Ly. Đây cũng là điều khiến cô được chú ý tại VS. Ngay trong lần đầu tiên lên sóng VS, MC Kim Sa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Tuy cô nàng có phần hồi hộp khi đảm nhiệm vị trí này, nhưng đã được fan cảm thông và động viên. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bình luận chê bai khiến nữ MC khủng hoảng. Cách đây không lâu, MC Kim Sa còn đăng tải status ngụ ý muốn về vườn khi đọc được những bình luận không hay về mình. Lần đầu đọc comment của mọi người chửi ác vậy mém khóc á, Kim Sa chia sẻ. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là những câu chuyện liên quan đến vấn đề chuyên môn. Đối với Kim Sa và Midora, đây đều là lần đầu tiên họ thử sức với vai trò dẫn chương trình của một giải đấu thể thao điện tử tầm cỡ như VS và thiếu sót về kỹ năng là điều đã được dự báo từ trước. Bản thân Kim Sa cũng luôn chia sẻ trước những buổi lên hình rằng mình vẫn còn đang trau dồi học hỏi kinh nghiệm, mong người hâm mộ Liên minh Huyền thoại hãy chia sẻ, góp ý thẳng thắn và cổ vũ cho cô cùng các đồng nghiệp. Nhưng đổi lại, những gì mà nữ MC nhận được lại là rất nhiều lời bình luận cay nghiệt từ cư dân mạng. Mới đây, MC Kim Sa còn gây tranh cãi gay gắt về việc xưng hô thiếu lễ phép với đàn anh, bình luận viên Hoàng Luân. Tuy nhiên lùm xùm này đã được bỏ qua do bình luận viên Hoàng Luân lên tiếng cho rằng không sao cả. Facebook của Kim Sa hiện có hơn 20.000 người theo dõi, fanpage mang tên Kim Sa có hơn 13.000 người theo dõi. Những hình ảnh và thông tin trước khi được công bố là MC của VTV đã không còn hiển thị trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng cô nàng đã ẩn toàn bộ nội dung cũ để tránh tình trạng bị soi. Thực tế, để trải nghiệm thế nào là sự ác ý của một bộ phận game thủ Việt, các nữ MC của VS có lẽ nên hỏi thăm tiền bối. Minh Nghi, Khung Chất VTV. Dường như là cơn ác mộng đối với phần lớn MC và bình luận viên của VS khi mà ngoại trừ những tên tuổi gạo cội như Hoàng Luân hay Đức Mạnh, bất kỳ bình luận viên, MC, khách mời, chuyên gia phân tích nào cũng có thể trở thành đối tượng bị công kích với những lời lẽ khó nghe, thậm chí là thô tục. Nhưng ngoài những áp lực từ một bộ phận khán giả quá khích ra, Kim Sa vẫn nhận được sự động viên tới từ các fan hâm mộ Liên minh Huyền thoại khác. Nhiều ý kiến cho rằng để có thể trở thành một MC thực thụ thì việc vượt qua áp lực dư luận là điều mà cô nàng cần phải nỗ lực thực hiện trong thời điểm này.